Lao đi Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đại tá Vladimir Ivanov. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv vào hôm Chủ nhật 29 tháng 5, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết tình báo Ukraine đã bắn chết đại tá Vladimir Ivanov, trưởng phòng báo chí và tâm lý chiến Bộ Quốc phòng Nga. Cách chết của ông này đã diễn ra vào khoảng tháng 3. Đại tá Vladimir Ivano, 41 tuổi, được giới truyền thông Ukraine gán cho cái mát tuyên truyền viên vì ông này từng làm việc trong Cục Thông tin và Truyền thông Đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga. Bây giờ, cả Nga và Ukraine đều xác nhận rằng ông ta đã qua đời vào tháng 3. Một người bạn Yevgeny Khoduny đã mang theo chân dung của anh ấy tại cuộc tuần hành của Trung đoàn Bất tử vào ngày 9 tháng 5 để tưởng nhớ những người Nga thiệt mạng trong nhiều cuộc xung đột. Vào thời điểm đó, người ta không biết ông đã chết ở Ukraine. Dosti và Ivano là các đại tá thứ 47 và 48 được biết là đã hy sinh khi chiến đấu cho lực lượng Nga ở Ukraine. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bản tin tối thứ Bảy 28 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine gửi đến người dân Nga một tin buồn. Lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ chỉ huy một tiểu đoàn cường kích của Trung đoàn Dù 104 là trung tá Alexander nghiệp Chỉ huy một tiểu đoàn cường kích của Trung đoàn Dù 104, trung tá Alexander nghiệp đã được đề cử giải bộ binh có cánh tại lễ hội quân đội Nga 2021, nhưng điều này không giúp ích gì cho anh ta trong cuộc gặp gỡ với các chiến binh Ukraine, tuyên bố cho biết. Vào đầu tháng 5, tướng David Patrius, cựu giám đốc CIA và cựu chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ nói rằng ít nhất 10 tướng Nga đã bị giết ở Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine bắn trúng một kho đạn nổ tung khiến 39 lính Nga thiệt mạng. Trong bản tin sáng thứ Hai 30 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm Chủ nhật, 39 quân nhân Nga đã bị loại khỏi phòng chiến khi kho đạn của họ phát nổ. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục răn đe kẻ xâm lược trong khu vực trách nhiệm của cụm tác chiến và chiến thuật phía Đông hôm Chủ nhật 29 tháng 5, pháo binh của ta đã bắn vào nhân sự và trang thiết bị của quân đội phát xít Nga. Một kho đạn bị phát nổ gây thương vong cho 39 lính Nga, một xe thiết giáp gần đó và một xe chiến đấu bộ binh. Sau vụ nổ, quân Ukraine đã mở cuộc tấn công vào căn cứ của Nga, tịch thu 5 xe chiến đấu bọc thép hai hệ thống pháo, ba tháp pháo, một xe tăng và ba máy bay không người lái. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng khoảng 30.150 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 29 tháng 5. Không quân Ukraine đã bắn hạ hai mục tiêu của đối phương trên bầu trời vùng Sami vào đêm 29 tháng 5. Tumilovskei, nhà lãnh đạo quân sự khu vực Zmiy cho biết thêm rằng máy bay chiến đấu của chúng ta đã đánh trúng hai mục tiêu ở quận Romi. Ông nói thêm rằng hai mục tiêu này có thể là các máy bay không người lái của đối phương. một số đơn vị Nga tháo chạy khỏi Liman. Một số đơn vị Nga đang tháo chạy khỏi khu định cư Liman Donetsk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết như trên trong bản tin chiến sự sáng thứ Hai, 30 tháng 5. Trên hướng Liman, một số đơn vị địch đã phải rút lui khỏi các khu định cư của Liman sau các cuộc giao tranh ác liệt với lính dù Ukraine được không quân yểm trợ. Nhìn chung, tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 5, quân Nga vẫn không ngừng các hoạt động tấn công ở vùng tắc chiến phía đông nhằm thiết lập toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk và phong tỏa liên lạc hàng hải của Ukraine ở phần tây bắc của Úc Hải. Những kẻ xâm lược tiếp tục pháo kích vào các khu vực biên giới của vùng Chernihiv và Sumy, đặc biệt là các khu định cư của Senkika, Hings, Krinika, Hasichika ở vùng Chernihiv và các khu định cư của Bachiv, Seredina, Buda, Boyraro, Lishachi, Manukika ở vùng Sumy. Trên hướng Sloviansk, Địch quân với sự yểm trợ của pháo binh đã tiến hành các cuộc tấn công theo hướng Pasika, Ohorodichi, nhưng không thành công và phải rút lui về các vị trí đã chiếm đóng trước đó. Quân Nga đã pháo kích vào các khu định cư của Velika, Komisuvaka, Dershenke và Venopilia. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc chiến tích cực ở các khu vực Severodonetsk, Bakhmut và Kurakov. Mục tiêu chính của quân Nga là bảo vệ quân đội Ukraine tại các khu vực Lysychansk và Severodonetsk và phong tỏa các tuyến đường hậu cần chính. Địch tích cực sử dụng máy bay, hỏa tiễn và pháo binh và tác chiến điện tử. Bộ tổng tham mưu cho biết tiếp tục nỗ lực vượt qua sông Siverskyi Donetsk ở một số khu vực nhất định. Nga đang bổ sung đạn dược và nhiên liệu. Bên ngoài Kurakov quân Nga bắn dọc theo dưới tuyến nhằm tiêu hao nhân lực Ukraine và phá hủy các công sự. Trên hướng Bakhmut, quân Nga đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, sử dụng súng cối, pháo và nhiều vệ phóng hỏa tiện bên ngoài Somi Dolomitne và New York. Quân Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào các khu vực Beresto và Poroske và bắn bốn hỏa tiễn vào các khu định cư Vernio kamianske Rubika và Soleda. Khoảng 400 xe hơi chở người di tản từ miền nam Ukraine bị giữ tại trạm kiểm soát của Nga. Đài truyền hình Ukraine Suspene đưa tin hôm Chủ nhật, khoảng 400 xe chở người di tản từ miền nam Ukraine đã bị giữ tại một trạm kiểm soát của Nga ở Vasilivka trong hai hoặc ba ngày qua. Theo đài truyền hình, những chiếc xe này đang chở nhiều gia đình có trẻ em và trẻ sơ sinh. Các phương tiện chủ yếu đến từ các thành phố Kherson, Mariupol và Berdyansk. Vasilivka là trạm kiểm soát lớn nhất do Nga kiểm soát mà những người di tản phải đi qua để vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Nó nằm ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Oleksandr Starov, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Zaporizhia của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã đóng trạm kiểm soát khiến các gia đình bị mắc kẹt ở đó phải chờ đợi trong điều kiện khủng khiếp. Bodians từng chứng kiến một dòng người đến từ Mariupol, thành phố cảng của Ukraine phải hứng chịu nhiều tháng bị bắn phá dữ dội trước khi rơi vào tay các lực lượng Nga. Tuy nhiên, giờ đây, nhiều gia đình đang cố gắng đi xa hơn về phía Tây vì điều kiện ở Berdyansk đã trở nên tồi tệ, Staru nói. Quân Ukraine đang tấn công mạnh vào Kherson và người Nga xem ra đang có ý giữ thường dân lại để làm bia đỡ đạn. Tổng thống Zelensky thăm chiến tuyến của Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các vị trí chiến tuyến của quân đội Ukraine và gặp gỡ các binh sĩ trong chuyến công du tới khu vực Kharkiv, văn phòng của ông cho biết hôm Chủ nhật. Tôi muốn cảm ơn từng người trong số các bạn vì sự phục vụ của mình. Các bạn mạo hiểm cuộc sống của mình cho tất cả chúng tôi và nhà nước của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã bảo vệ nền độc lập của Ukraine. Hãy giữ gìn sức khỏe, ông nói trong chuyến thăm, Zelensky đã cập nhật tình hình hoạt động ở đó và thăm các tòa nhà hành chính và dân cư bị phá hủy trong thành phố. Ông cũng chủ trì một cuộc họp với các quan chức khu vực, bao gồm các nhà lãnh đạo quân sự và thị trưởng Kharkiv. Người đứng đầu cơ quan quản lý khu vực quân sự Kharkiv, Oleg Sinegubov, nói rằng 31% lãnh thổ của khu vực hiện đang bị chiếm đóng và 5% đã được giải phóng trở lại tay Ukraine chúng tôi vẫn chưa thể kiểm tra toàn bộ một số khu định cư đã được giải phóng, tiến hành rà phá bom mìn chính thức và bắt đầu xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng khi các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra. Ở đâu chúng tôi có thể làm điều đó từ xa, chúng tôi làm điều đó. Sinagubov nói. Sinagubov cho biết thêm, 2.229 tòa nhà cao tầng đã bị hư hại ở Kharkiv, trong đó có 225 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Tại các quận phía bắc và phía đông của Kharkiv, 30,2% tổng số nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy. Zelensky đã thảo luận về kế hoạch tái thiết thành phố bằng cách xây dựng những khu nhà ở hiện đại có trang bị hầm tránh bom. Chúng tôi phải tìm nguồn vốn, hạn mức tín dụng. Nhà nước phải bảo đảm điều này về mặt tài chính và các nhà lãnh đạo của các thành phố và khu vực phải tìm ra những dự án lớn và tiền bạc, Zelensky nói. Zelensky sa thải người đứng đầu Bộ phận An ninh Quốc gia ở Kharkiv. Hôm Chủ nhật 29 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh nhà nước ở Kharkiv vì không làm việc để bảo vệ thành phố. AFP đang đưa tin rằng Zelensky nói trong bài phát biểu quốc gia hàng ngày của mình rằng các nhân viên thực thi pháp luật có liên quan đến lý do cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh của ông. Tôi đã đến tìm hiểu và sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh của ukraine ở khu vực kharkiv vì thực tế rằng ông ta đã không làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến toàn diện mà chỉ nghĩ về bản thân zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày gửi quốc dân đồng bào hôm chủ nhật tổng thống zelensky đã đến thăm kharkiv thành phố lớn thứ hai ở ukraine mặc dù phần lớn trọng tâm của điện cẩm linh đã chuyển sang khu vực phía đông nam của đất nước các lực lượng Nga vẫn thường xuyên pháo kích vào Kharkiv. Văn phòng của Zelensky cho biết 2.229 tòa nhà đã bị phá hủy ở Kharkiv và khu vực. Chúng tôi sẽ khôi phục, xây dựng lại và mang lại cuộc sống ở Kharkiv và tất cả các thị trấn và làng mặt khác nơi cái ác đã đến. Zelensky đã dành chuyến đi gặp gỡ các quan chức địa phương, thống đốc vùng Kharkiv và thị trưởng thành phố để thảo luận về các chương trình tái thiết cho khu vực kêu gọi họ tìm ra các dự án thú vị để xây dựng lại các khu vực bị phá hủy zelensky nói đây là cơ hội để những quận như vậy có một diện mạo mới trong cuộc chiến này quân xâm lược nga đang cố gắng giành được ít nhất một kết quả nào đó zelensky cho biết trong một bài đăng sau đó nhưng lẽ ra họ phải hiểu từ lâu rằng chúng ta sẽ bảo vệ đất đai của mình đến người đàn ông cuối cùng họ không có cơ hội chúng ta sẽ chiến đấu và chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô.